Shop phụ kiện Sunbase xin chào toàn thể các bác. Hôm nay hàng mới về để phục vụ các bác bẫy chim ngày. Qua thời gian bán đồ bẫy chim đêm, bây giờ em chuyển sang tất cả đồ bẫy chim ngày nữa. Thì hôm nay em mới lấy được một ít hàng về để chào các bác trước. Bên em có các loại loa này, AT101 này, Q92, Q93 này, VKE898 này, sào này, các mẫu sào này, em có tất cả các mẫu sào nhé. Sào của em là từ 2m1 này đến 6m này. Loại sào này là 0,8, dài thì từ 2m1 đến 6m. Các mẫu thòng này, bây giờ em đang có mẫu thòng xe 4 này và là đan 4 này. Đây các mẫu thòng đấy nha các con nha. Túi gà này, giò gà này. Đây, cầm sản phẩm luôn lên cho các bác xem. Đây túi gà. Đế đây nha các bác nha, rất chắc chắn. Khóa này. Đây là hàng may thủ công, nhưng mới là chắc chắn. Đây, mỗi một túi gà thì kèm theo một cái cọc gà đi theo nhé. Đây là cọc gà là cho thêm đi theo. Còn các mẫu loa thì chắc là không cần phải giới thiệu với các bác đánh chim ngày rồi, các bác đều biết tất cả các mẫu loa, mẫu nào dùng được hầu như các bác đều biết. Đây là giò gà này. Đây là chân thép. Đây là giò xe các bác nhá. Mấy hôm nữa em sẽ nhập nhiều các mẫu giò về hơn nữa. Hiện tại bây giờ em có một ít giò đón, một ít giò đá thôi. Em chỉ giới thiệu sản phẩm thế. Thì mong các bác ủng hộ bên em. Bên em sẽ cung cấp đầy đủ cho các bác. Xin chào các bác nha. Hẹn các bác video lần sau. Em sẽ giới thiệu từng sản phẩm kỹ càng hơn cho các bác xem. Mong các bác ủng hộ bên em nhé. Xin chào các bác.